kiếm cái môn gì đó mà chơi con. Chứ bà thấy con chơi cái môn câu cá này nó cực quá. Con gian nắng, gian mưa, rồi con thức đêm không ngủ. Về nhà rồi con cứ lọ mọ ba cái đồ gì đi câu cá không con. Kiếm cái môn gì đó mà nó dễ dàng, nó mát mẻ chơi con.